tự nhất là mắt nhỏ. Mẹ rất là thoải mái, tạo cho em cảm giác rất là thoải mái. Sao cái hài nó cười tét tét vậy đó. Mình thì thương cũng như là con gái vậy đó. Con buồn thì con qua con nói chuyện với mẹ vậy thôi. Mình tên Nguyễn Thị Mười, ở Chợ Ôn Vĩnh Long. Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ chào cô. Dạ. Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ xin chào chú Quyền Linh, xin chào MC Lê Lộc và chào quý vị khán giả. Em tên Lê Thị Như Liễu, em là con dâu của mẹ. Chị làm dâu của mẹ bao nhiêu năm rồi? Dạ làm dâu của mẹ được 6 năm. Wow. Dạ. Mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ 2 bé. À. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy cô con dâu của mình á, thì mẹ chồng thấy ấn tượng điều gì không? Ngày đầu tiên thì mình đi chơi với bạn ở Vĩnh Long, rồi mới đi vô karaoke ca, mới gọi cô dâu này lại, lại chơi nghe chanh vô. Là có quen trước đó rồi hả cô? Là tại vì quen rồi, biết rồi. Như là cũng gặp mấy lần rồi, thấy lại lần sau mình mới thấy nhìn bé này sao nó hơi nhỏ con, mà nhìn nó cũng dễ thương, là biết cách lo chu đáo. Với ấn tượng nhất là mắt nhỏ. Rồi ấn tượng gì không ngoài đôi mắt nhỏ? Bé cũng rất là ngoan, biết chăm sóc. Còn chị thì như thế nào nhờ? Ấn tượng đầu tiên thì em gặp mẹ thì mẹ nói là nói chuyện rất là thoải mái. Thì lúc đó thì mẹ điện cho em nói là bao giờ thì cô gặp con được. Cái em thì em mới nói khoảng 4 giờ nha cô. Ok con. Mẹ rất là thoải mái, tạo cho em cảm giác rất là thoải mái. Rồi sau đó về làm dâu đó, cô này có làm tròn trách nhiệm của mình hay không? Làm tròn trách nhiệm mà, nhưng là mới thì bé cũng chưa có hiểu ý bà già chồng hung. Thì nhưng cái gì bé làm không dễ thì mình phải nói. Như là ăn uống vậy đó, nhưng là mình thì thích ăn mặn, bé thì làm hơi lạc. Bé mới nói thôi là để mai mốt con làm lại cho mẹ. Vừa bé làm không dễ thì mình nói liền hả? Tại vì con á là làm cái này là mẹ không dễ, con sửa lại cho mẹ. Thì là bé sẽ sửa liền. Rồi bé có giặt giũ quần áo này kia thì cho mẹ chồng không? Bé làm hết tất cả hả? Hết luôn trong nhà luôn? Dạ. Ô, vậy thì giỏi quá trời đất rồi. Chị với mẹ hợp nhau điểm gì? Em với mẹ hợp nhau là đi mua sắm nè. Tất cả quần áo, mặc đồ này kia cũng hợp nhau luôn. Hay đi mua sắm? Dạ đúng rồi. Sắm mà mẹ cũng đeo vòng quá trời, con cũng vòng quá trời luôn hả? Người ta gọi là gì ta? Vàng. Không phải, nguyên cái bộ này người ta gọi là gì? Là xi men. À xi men. Đeo nguyên cái bộ này nó vậy luôn đó hả? Ta mẹ con đeo giống nhau thôi ha. Hợp thời trang ha. Thường là mẹ mua sắm cho mình nhiều hơn hay là mình mua sắm cho mẹ nhiều hơn chị? Mẹ mua sắm cho em nhiều hơn. Vậy hả? Dạ. Mẹ thường là mẹ mua quần áo hay là mua trang sức? Mua tất cả luôn. Quần áo rồi kể cả trang sức đồ mẹ cũng mua luôn. Trời ơi. Đúng quá vậy? Dạ. Quá là đúng luôn rồi. Rồi có bao giờ mình cảm giác là mình buồn mẹ điều gì không? Dạ nói chung là cũng không có gì buồn mẹ hết. Mẹ cái gì mẹ cũng thoải mái hết á. Không giữ ý cái gì cái mẹ la liền. Mẹ la nhưng mà cái lời của mẹ nó nói chung là nó thân thiết lắm, nó không có làm cho mình giận được. La là lời thân thiết hả? Dạ. Là giống như la sao lời thân thiết sao để mốt giống như là la lại lọc thôi. Nó thân thiết thôi. Mẹ nói là cái này mẹ không vừa ý nè, mai mốt con phải sửa lại đó. Nói nhẹ nhàng nói vậy nhẹ đó, nhàng vậy thôi. Hay vậy ta. Cô có lẽ chị không bao giờ làm mà cô quạo hả cô? Không, nó cái này nó cười tét tét vậy đó. Đấy, la nó cũng vẫn cười vậy. La cũng cười vậy luôn hả? La cũng vẫn cười. Cô la con cũng cười y chang vậy nha. Dạ con cười hoài. Đấy, cái hay của nàng dâu là gì? Thôi mình coi như mình không biết đi ha. Dạ. Mẹ la thì mình sửa thôi. Cô ơi, cô thấy mình với lại chị dâu á không hợp nhau điểm gì không cô? Cũng không có hợp nhau là không có nhiều. Ví dụ chăm sóc con thì mình con cháu thì mình thương phải không? Yeah. Thì chiều thì nói là con phải lo cho con ăn uống xong rồi con phải làm. Yeah. Để nó quá giờ là nó không có tốt. Yeah. Thì như là mấy cái chuyện lặt vặt vậy thì mình hay la, mình lo cho cháu vậy thôi chứ không có vấn đề gì hết. Chứ không có gì mâu thuẫn lớn không? Không, không có. Có bao giờ em phát hiện ra mẹ buồn điều gì mà em xin lỗi mẹ không? Dạ yeah, thì hồi đó giờ cũng chưa có làm mẹ buồn gì nhiều nên là cũng chưa có nói là xin lỗi mẹ. Cứ la không rồi thôi vậy đó hả? Dạ, yeah, la xong là phải sửa, mình sửa thôi. Đối với mẹ mình á, chị có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Dạ, kỷ niệm đáng nhớ thì hôm nay lên đây cũng mới bật mí với mẹ là hồi lúc mà con sanh đứa con đầu tiên á, thì bé thường hay khóc khóc đêm á, thì mẹ cũng thương cháu nên là mẹ mới đi đi xin phép về cho thì kêu em là để một miếng giấy gói và một miếng đốt cho con nó uống.
Tới giờ thì em cũng giấu mẹ là em không bao giờ đốt cho con luôn. Nhưng mà nói là chắc bị la quá. Dạ đúng rồi, nói rất bị la nên là con mới lén con đốt luôn thì con không cho bé uống. Thiệt, đốt cho bé uống thì sợ quá. Sợ cái đó, sợ. Nó không có điều gì để chứng minh được là nó tốt hết trơn á. Chỉ có đó thôi, mẹ không biết, mai mẹ biết mẹ buồn. Ngoài cái chuyện mà nấu ăn, nấu nước mà cô dâu có thể giúp mẹ rồi, còn có giúp mẹ được việc gì nữa không? Mình á thì bán với chợ, thì ở nhà cơm nước thì với chăm coi con. Rồi ở nhà nó tự làm. Nhưng mà trong gia đình á, thường á là cái việc chi tiêu á, đi chợ mua đồ này kia rồi đóng tiền điện, tiền nước này kia đó, thì ai lo? Mình lo. Cô dâu có lo lần nào không? Dạ sau này thì mới lo, sau này em có công việc, công ăn việc làm thì em mới lo. Trước đó thì một tay mẹ hết. Đấy, đôi khi mà cô dâu chuyện này hết sức là nhạy cảm, mẹ cứ đóng hoài, mẹ cứ lo hoài, cô dâu cứ nhìn cười hoài đó, là nó dễ xảy ra mâu thuẫn lắm. Dạ không phải, thì lúc đó thì chỉ ở tròi ở nhà một mình với mẹ thôi. Ông xã thì không có nhà nên là đâu có ai chăm con đâu, đâu có làm gì ra tiền đâu mà lo. Ông nên xã là... em đi làm đâu mà không có nhà? Dạ đi làm ở nước ngoài á. À dạ. Dạ. Rồi bao lâu mới về một lần? Chắc cũng cỡ mấy năm mà. Hả? Một năm mấy mới về á. Thì ở đó thì ở nhà chỉ có em với mẹ, rồi mẹ chăm con phụ em như thế này kia hết, mẹ lo hết tất cả. Có phải là do gọi là chồng của con dâu đi làm xa, rồi cô thay dạ. thế luôn con của mình, vừa tình yêu của mẹ rồi vừa tình yêu của con tại trai vì, mình à, dạ tại vì con của mình đó là thằng nó đi Hàn Quốc đi còn một năm mấy nữa mới về cưới cô dâu này à. Cưới xong rồi mới đi chở qua bển à. Thì tất nhiên là cô dâu này ở với mình, rồi thằng con thì qua bển khoảng một năm mấy nữa hết hạn nó mới về. À, khi về là có con kêu biết đi à. Đi ba ba rồi à. Thì là chồng nhà thay thế luôn ha. Đó là một cái cách để bù đắp cái thiếu thốn tình cảm của chồng. Ở nhà là có mình đó, mà mình thì thương cũng như là con gái vậy đó. Dạ. Chứ không có là coi là con dâu. Nhưng mà trong suốt 6 năm qua cho đến tận bây giờ cô, thì có điều gì mà cô chưa hài lòng ở chị không? Thì nói chung là có ngày đó bán đồ với chợ đó, mình không có nhà, cái bắt đầu kêu con dâu xuống bán thế. Thì bữa đó người ta mới lại đổi đồ, thì con bé này nó không có biết, nói chung là nó không được vui á. Thì rồi cô mới về là cô mới la, cô nói là khách người ta đổi đồ thì con phải làm cho vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi. Dạ. Đó thì có la vậy thôi, la rồi thôi chứ cũng không có giận gì, rồi nó cũng sửa chữa tại vì nó mới qua bán cười không, không mà đúng không. Bao giờ là con chồng con vẫn có giận hờn trước mặt mẹ chồng không? Dạ không, ví dụ như có cự cãi xong rồi con buồn thì con qua con nói chuyện với mẹ vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Mình gầy nói thôi giờ hai vợ chồng con á thì đứa nhịn tiếng. Dạ. Nói không, con là vợ con nhịn chồng đi, ví dụ nó có nóng thì con giận là đừng có lớn tiếng với nó, mai mốt nó hết giận rồi con nói. Thì cũng gầy la cho con mình chung vậy đó. Có bao giờ con dâu nó đánh con cháu nội mình trước mặt mình không? Cũng có. Tại vì nhà bé nó hơi lì thì đánh dại vậy. Thì như mình cũng la nói đánh nhẹ nhẹ thôi, không có được đánh mạnh. Cưng cháu nội. À cưng cháu nội. Cô giờ nó la lớn tiếng là làm cô giận không? Cũng giận, giận mới la nó. Nó nhỏ con đừng có la hung chứ đừng đánh nó sợ tội nghiệp. Rồi cô dâu có làm không? Đến tin là rồi nó không là nó không có làm nữa. Mà cái nàng dâu mà hay giống như là cười cười rồi cho qua là hay giữ trong lòng lắm. Em không biết là chị có cái điều nào mà chưa từng chia sẻ với mẹ không? Dạ không, thì mẹ la thì nói chung thì cũng những chuyện nó bình thường không à. Chứ những cái chuyện đó thì mình sửa chữa được nên là cũng không có gì gọi là giữ trong lòng á. Với lại là tính tình của mẹ là thẳng tính lắm. Dạ. Nên là giận cái rồi la thì thôi. Rồi xong thì mẹ con vẫn bình thường vậy thôi. Mình sửa đổi rồi vậy thôi. Chứ họ cũng không có vấn đề. Thấy gì. Thấy mẹ cũng vui vẻ mà, con người vui vẻ thì chắc cũng ít giận hờn ai. Dạ. Đúng không? Dạ. Lâu lâu nóng tí xong rồi thôi đúng không? Cô con dâu thì cũng ai la cười mình cười thôi. Ở đây sẽ ít có xảy ra những mâu thuẫn. Dạ. Vậy thì hôm nay là cái mục đích mình lên chương trình này để làm gì? Dạ để có kỷ niệm bên mẹ. Với cũng thông qua chương trình để gửi lời cảm ơn đến mẹ đã chăm sóc con trong quá trình là ông xã con không có nhà. Thấy không, thấy con dâu chu đáo ghê không? Chuẩn bị một cái kỷ niệm cho mẹ luôn á. Dạ. Còn mẹ lên trình này mẹ muốn nói điều gì? Mẹ cũng mong là hai vợ chồng con sống hạnh phúc với nhau, chăm lo cho cháu nội mình mạnh khỏe, mau lớn vậy thôi.
Còn bây giờ á là chú Quỳnh Linh sẽ đọc cái thư của chồng con coi chồng con muốn gì giữa mẹ chồng nàng dâu nha. Dạ. Gửi mẹ của con, hôm nay thông qua chương trình con muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Con chưa từng nói với mẹ, mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì cuộc đời này mẹ luôn che chở và yêu thương con trai. Cảm ơn mẹ, bà đã chăm sóc yêu thương vợ và con của con trong lúc con không có ở nhà một thời gian dài. Và mẹ luôn luôn bên vợ chồng con lúc chúng con gặp chuyện khó khăn. Và đôi khi con có lời lẽ không hay trong lúc giận làm cho mẹ buồn, và mong mẹ bỏ qua những lỗi lầm đó cho con. Còn với vợ, anh cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc và hai đứa con ngoan. Và cuộc sống này còn nhiều khó khăn, chúng ta cùng đồng lòng vượt qua những giai đoạn khó khăn đó thì đến hết cuộc đời này và sống hạnh phúc em nhé. Cuối lời, con mong muốn ba và mẹ không còn bận rộn và lo lắng cho chúng con nữa, và chúng con sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mẹ để mẹ sống lâu bên con cháu. Cuối cùng, chân thành cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho gia đình em có một kỷ niệm thật đẹp bên mẹ và gia đình. Duy Kiên. Cảm thông thì cô cảm giác thế nào về những lời lẽ chia sẻ của con mình? Nghe con nó nói những lời vậy là cũng rất là cảm động, thương con. Cô giận trai tâm sự với mẹ chưa? Thì có, mà nhưng ít thôi, nhưng mà nó không nói như là trong chữ viết con thơ. Ví dụ ngoài thì tâm sự thì cũng ít. Thật sự trong sâu thẳm của nhiều con trai cũng muốn nói với mẹ điều đó. Dạ. Nhưng bởi vì tính đàn ông ngại vậy thôi. Dạ. Chứ thật sự mà nói thì cũng chính là con trai là thương mẹ dữ lắm. Còn em đọc những lời của chồng chia sẻ thì thấy sao? Nói chung là em cũng cảm động. Nhưng mà em nói chung là hồi xưa giờ ông xã em cũng chưa nói những lời được giống như trong thư. Nên em cũng hơi thấy hơi bất ngờ. Thấy chưa? Thật hỡi như người đàn ông trên thế gian này, tại sao ta không tìm cách nào đó để nói chuyện với những người phụ nữ những lời yêu thương ngọt ngào? Mẹ yêu, vợ yêu, anh thương mẹ lắm, anh yêu vợ lắm. Ngày hôm nay thì đến với chương trình này á, cô có mong muốn chị thay đổi điều gì không cô? Nói chung là cô cũng mong muốn con dâu cô thì lúc nào nó cũng là chăm sóc cho cô, cho chồng, cho con. Chỉ hai vợ chồng nó hạnh phúc rồi sống vui vẻ bên con cái vậy thôi. Dạ. Còn chị thì như thế nào ạ? Em thì em cũng mong muốn cho mẹ thật nhiều sức khỏe để em có điều kiện sau này thì em sẽ dẫn mẹ đi du lịch nước ngoài. Hay quá, nhớ là đưa mẹ đi du lịch nước ngoài nha. Dạ. Của em làm công việc gì? Dạ, công việc của em là dược sĩ, bán thuốc tây tại nhà. Bán tại nhà luôn? Dạ. Khỏe quá. Còn ông xã? Còn ông xã thì cũng phụ bán thuốc tây, bán thuốc tây chung với em với ở nhà luôn. Rồi vậy sức khỏe mẹ hai chồng lo được rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn mẹ chồng đã đưa con dâu đến đây tham gia chương trình. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nha. Dạ, cảm ơn Quyền Linh nha. Dạ, tôi đẹp quá. Cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn cô. Xin chào Quyền Linh. Xin chào cả nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Rồi, mẹ chăm sóc con nói chung rất là tận tình. Mẹ cũng xoa bóp, con cũng cảm động lắm nhưng mà con không có nói lên lời. Bề trên cũng cho mình được nàng lâu díu thả hảo. Tôi cảm động, tôi mừng quá trời. Chào cô, chào chị ạ. Mời cô ngồi. Xin mời chị ngồi ạ. Xin chào Quỳnh Linh, Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Lâm Thị Dung. Tôi đến từ Nam Định. Năm nay tôi 52 tuổi. Dạ. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ. Con xin chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc cùng toàn thể khán giả. Con tên là Phạm Thị Yến, năm nay 28 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 5 năm rồi. Một chặng đường cũng dài hết. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu thì mẹ cảm nhận như thế nào? Con trai dẫn về thì mẹ nhìn thấy sao nhỏ xíu à. Nhỏ quá thì sau này thì sinh nở thì nó hơi bị khó. Cái đó quan điểm ngày xưa thôi. Giờ càng nhỏ nó càng đẻ dữ luôn rồi đó. Không, anh thấy em nhỏ xíu chứ anh thương à. Nhỏ xíu giờ có lợi lắm. Rồi sao nữa? Con ưng thì thôi mẹ cũng ưng chứ biết làm sao được. Bây giờ mình đẻ con trai mình ra thì mình phải thương nó thôi. Kệ đi,
rồi nay mai thì về nhà mình chăm thì nó lại lớn. Nhưng mà là cuối cùng là mình đã sinh được bé nào chưa? Dạ rồi, dạ hai bé. Trời ơi, vậy mà đó người ta. Trời đất ơi, lập nó còn nhỏ hơn. Vậy thì cái lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng á, có ấn tượng điều gì không? Nhà mẹ rất là giản dị. Về ra mắt á, mẹ mặc chỉ bộ đồ bộ bình thường thôi, rồi mẹ nấu nướng. Nói chung là nhìn cách mẹ làm thì có vẻ rất là lo cho gia đình và đảm đang. Về hai mẹ con cùng nấu phở Nam Định ăn ha. Dạ đúng rồi. Nhà em là có gốc là nấu phở Nam Định á. À vậy à, trước có bán phở hả? Dạ đúng rồi, phở chứ không có thời gian bán phở hay chú ạ. Rồi con dâu có hoàn thành nghĩa vụ của mình đúng như là cô dâu không? Ngoan, hiền, kiểu là mình cũng người Bắc với nhau mà cơ. Thì nó cũng không có cái gì là cái khó tất cả. Cháu thì cháu ăn lạc, mà tôi thì tôi ăn mặn. Thì nếu mà cảm thấy nó nhạt tí thì thôi tôi cho thêm tí nước mắm vào tôi ăn cũng được, cũng không sao. Chắc gì đúng không? Ừ, dạ. Con thì nói chung là hay ngày lễ Tết rồi này kia thì cũng mua quần áo rồi tặng mẹ. Nhưng mà mẹ thì cứ kêu là hả, thôi mua làm gì, tao nhiều quần áo lắm. Tiết kiệm. Dạ. Mẹ có đi đâu đâu mà vẫn còn mua con. Rồi cái việc chăm sóc con cái đó là mẹ chồng chăm nhiều hơn hay là con dâu chăm nhiều? Dạ thưa chú là mẹ con chăm nhiều hơn. Con chỉ góp ý với mẹ là ví dụ như là giờ bé của con á là bây giờ được 1 tuổi rồi thì giờ mẹ nên cho bé ăn cháo đi, mẹ đừng có rây ra nữa, rây ra thì tốn thời gian của mẹ một chút, với lại nó lớn rồi mình tập cho nó ăn khô đi, đúng rồi, cho nó nhai đi. Dạ. Là mai mốt nó sẽ dễ ăn hơn. Mẹ vẫn đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ chứ mấy bà mẹ đâu có đâu. Tao tao chăm con được chứ tao đâu có cần mày kỹ. Để nhiều mẹ chồng ha, vậy đó. Yeah. Thời buổi bây giờ nó hiện đại thì chú ơi, trước ấy thì mình cho con mình ăn sao được chứ bây giờ thì thôi theo ý con thì dặn sao thì tôi làm vậy. Yeah. Nhưng mà giữa cô với chị là có điểm nào chưa hợp nhau không cô? Có mỗi cái là bây giờ mẹ muốn con á, từ mai con đi làm về công việc ở chỗ con làm thì nó có ức chế hay nó có sao thì cứ về cứ nổ nộ cười trên môi với mẹ là được rồi, là mẹ mừng. Cháu thì cháu bán cơm ở nhà thôi, thì cái ngày được cái vậy, cái ngày nó ế thì cái mặt thì cứ ỉu xìu vậy mà chẳng biết thì buồn về cái nỗi gì nữa. Rồi thì cũng Covid đến giờ thì giờ quán nào nó ế vậy đấy, có phải một mình con đâu, thì thôi con cứ từ từ đi rồi con lấy lại khách. Mỗi lần về thấy mặt con dâu là biết bán ế không. Để xem là chồng con sẽ nói điều gì nha. Chú là người đưa thư và cũng là người đọc thư. Thương gửi mẹ và vợ. Vợ ơi, vậy là hai vợ chồng mình đã quen và yêu nhau được 7 năm. Trải qua rất nhiều sóng gió, mình cưới nhau đã được 5 năm rồi, em biết không? Lần đầu tiên anh đề cập tới vấn đề hôn nhân là em nói luôn, em không làm dâu. Em sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu, dù cho anh có giải thích thế nào đi nữa rằng mẹ anh rất gần gũi thân thiện, em cũng không đồng ý. Em có biết lúc đó anh khó xử lắm không? Vậy mà cuối cùng em cũng đồng ý xóa bỏ mọi rào cản. Mẹ và em lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho nhau, khiến anh rất là vui. Em cứ biết khi em đi làm xa, lúc nào mẹ cũng lo cho em bị tắc đường, bị triều cường lên rồi về không được, mẹ lo lắm. Hôm nào em về trễ là mẹ nhắc cái Hiền, giờ này thế nào không biết, sao nó chưa về. Và mẹ luôn chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn cho em, để em ăn nhiều cho khỏe và mập lên. Mẹ luôn dặn anh phải chăm sóc em thiệt là tốt. Anh cảm ơn vợ vì đã đến bên anh, nhưng đôi lúc anh thấy ganh tị vì mẹ thương em hơn là thương anh. Những lúc anh lười không làm việc giúp em là em la anh, xong rồi mẹ cũng hòa vào la anh một tăng luôn. Nhưng anh cũng vui vì khi mà mẹ với em đã yêu thương như vậy, thương em như con gái của mẹ. Cảm ơn mẹ, không có mẹ vợ chồng con cũng không biết phải xoay sở như thế nào cả. Bây giờ vợ chồng con đã làm cha làm mẹ rồi nên con hiểu lòng mẹ bao la đến giường nào.
Con yêu mẹ nhiều lắm. Anh yêu vợ vô cùng. Ký tên con trai của mẹ, chủ nợ của vợ, Nguyễn Văn Tân. Bình thường á, không khi nào mà anh nói cảm xúc với mình hết trơn á. Bữa nay cũng viết thư này nọ ấy cũng cảm động. Cảm động quá ha. Thế như ngày nào, tuần nào chồng mình cũng nói những lời yêu thương như thế ha. Dạ. Thì đúng là nói với thật với chú là từ nuôi con cho đến khi dựng vợ gả chồng, hỏi vợ cho con thì chưa bao giờ mà con trai nói những cái lời yêu thương mẹ như vậy. Cảm ơn con, lời chúc vợ chồng con sống dài dài, rồi chăm con, rồi có sức khỏe, mẹ mừng rồi. À, mọi người thấy không? Chỉ một lời chia sẻ nhẹ nhàng như thế thôi, bao nhiêu cái cảm xúc, tình yêu thương nó dâng trào. Vậy thì những người đàn ông hãy cố gắng nói lên lời yêu thương đó. Anh nói vậy thôi chứ thật sự là anh cũng ít nói. Anh lắm. Cũng ít nói. Hôm nay về là phải tập nói liền, nói nhiều nữa. À, nói chung là nhiều khi cũng ngại nói ra cái những người phụ nữ nói sến quá, nói kỳ quá. Đấy, đấy là cái khó của những người đàn ông. Chứ không phải ta không yêu thương đâu. Hy vọng rằng những cái chia sẻ nãy giờ mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Chị Linh cái. Dạ, à, tuyệt vời. Hãy ôm nhau mỗi ngày, hãy ôm nhau khi có thể, hãy ôm nhau để xóa đi tất cả muộn phiền trong cuộc sống. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn cô. Ôm Quỳnh Linh là bây giờ ôm con một tí nữa, con coi như dạ, con gái quá. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Con chúc cô nhiều sức khỏe nhé. Cảm ơn con nhé. Dạ. Thưa quý vị, hai câu chuyện vừa rồi làm cho Lê Lộc nghĩ rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật sự không đáng sợ như những gì chúng ta suy nghĩ, tưởng tượng và mọi người đồn đoán. Khi chúng ta mở lòng ra, trao gửi yêu thương thì chúng ta sẽ nhận lại giá trị yêu thương từ chính những người xung quanh của chúng ta. Hay quá vậy ta. Còn bây giờ, Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.